chỉ có nhỉnh 10 triệu thôi và đi tìm TV với kích thước màn hình 65 inch thì lựa chọn Samsung hay là Google TV của TCL. Trong clip này thì các bác sẽ thấy được cái ưu nhược điểm với tầm giá tiền đó thì lấy cái mẫu nào phù hợp hơn cho mình. TV trong năm 2023 này thì rất là rẻ. Đấy, tất cả các hãng, từ những hãng đình đám như Sony hay Samsung cho tới các hãng như của Xiaomi hay là TCL ấy, thì giá cũng vô cùng tốt. Nhưng cái chủ đề của ngày hôm nay là với các bác chỉ có nhỉnh 10 triệu một chút xíu thôi mà muốn mua kích thước màn hình 65 inch thì em sẽ có hai cái lựa chọn này để các bác tham khảo. Và hai hãng hôm nay quay so sánh để các bác xem đó là Samsung và TCL. Phần đầu clip thì sẽ là một chiếc 65 inch của Samsung. Cái mã hàng này thời điểm nó mới ra ấy, vào những năm 2020. Model này được ra mắt từ những năm 2020 và tiếp tục sản xuất trong năm 2021, 2022 và kể cả năm 2023 vẫn giữ lại, không có bỏ mẫu. 65 AU 7000, dòng Smart TV 4K và đây cũng là chiếc TV đang có giá rẻ nhất trong cái phân khúc TV màn hình 65 inch hiện tại. Thời điểm nó mới ra bán nhỉnh 12 triệu và hiện tại sau 3 năm vẫn duy trì tiếp tục được sản xuất thì bây giờ đang về còn nhỉnh 10 triệu một chút thôi. Cái mã hàng này sẽ có một số các thông tin, các đặc điểm thông số mà các bác cần tham khảo. Và sau, phần sau sẽ là chiếc TV của TCL, nhưng đó là Google TV. Cái khái niệm Google TV thì nhiều bác xem kênh em thì có phần quen thuộc rồi. Nó là tổng thể của một cái sản phẩm giải trí mà có trang bị rất là nhiều những tính năng xịn sò và hiện đại. Nhưng trước hết là AU7000. AU7000 với kích thước màn hình 65, chiều dài nó là 1m45, chiều cao xấp xỉ 90cm. Và với cái khoảng cách tối thiểu để có thể sở hữu được TV 65 inch là từ vị trí đặt TV cho tới điểm ngồi xem thì nó sẽ từ 3m các bạn nhé. AU7000 sẽ là một trong những dòng TV được Samsung liệt kê vào cái phân khúc TV thông minh. TV thông minh ở đây là Smart, và dòng Smart này nó có khả năng xem được rất là nhiều các chương trình, các ứng dụng để có thể là giúp cho người dùng xem truyền hình, xem phim, xem thể thao. Nhưng trước hết là đi vào cái phần hình ảnh của nó đã. Con này thì có sở hữu độ phân giải 4K và với cái công nghệ nó cho cái giải màu khá là tươi. Và hơn hết là phân khúc các dòng TV của Samsung ấy thì có độ sáng rất là tốt. Cái công nghệ Apple Color trên cái màn hình của cái thằng AU7000 này thì giúp cho các đối tượng chi tiết của các đoạn video thể hiện thì nó sáng, có cái độ sâu của các cái màu tối. Tuy là chưa có công nghệ local dimming kiểm soát đèn lần cục bộ, cái công nghệ làm cho các đối tượng nó có độ tương phản cao. Và khi mà các bác xem những cảnh đêm ấy thì các cái chi tiết trong cái màn tối đó nó chi tiết và nó sâu hình. Nhưng để xem cái nguồn tín hiệu cơ bản như các bác xem truyền hình, xem các kênh của VTV hay các kênh địa phương thiết yếu thì cái màn hình của AU7000 có cái khả năng hiển thị hình ảnh rất là tốt. Bên cạnh là một chiếc AU7700 thì hai thằng này cùng bộ xử lý Crystal Processor 4K cùng có Apple Color, nên là màu sắc của hai thằng giống nhau. Mặc dù cái thằng bên cạnh đang bán với giá khá là cao, con này đang đắt hơn khoảng xấp xỉ nhỉnh 1 triệu so với cái mã hàng AU7000 này. Nhưng một lát nữa thì em sẽ di chuyển ra con TCL để phụ các bác cơ. Còn trong cái nội dung của hôm nay thì sẽ là đối tượng chính, nhân vật chính là AU7000. Nên là cái màu, cái độ tương phản và độ sáng ở trên AU7000 thì đã phù hợp cho các nhu cầu cơ bản của các bác rồi. Mua về nhà xem truyền hình, xem phim Việt Nam, xem YouTube, xem các nguồn tín hiệu có độ phân giải chuẩn HD hay là độ phân giải 4K thì hiển thị nó đã là sắc nét và chi tiết. Hệ thống các ứng dụng được bố trí tại màn hình trang chủ. Mặc dù chưa có cái giao diện mới, chưa có giao diện giống như là Google TV, chưa có giao diện là tập trung các ứng dụng tại màn hình trang chủ. Các ứng dụng này thì là cái giao diện cập nhật mới của những cái mã hàng từ năm 2021 trở về đây. Còn đối với những cái mã mà ra từ năm 2020 ấy, thì
Đấy, nó vẫn là cái giao diện khá là dễ dùng. Các bác đang xem một cái nguồn tín hiệu chính, đang xem một cái kênh, đang xem một bộ phim, muốn chuyển, muốn đổi qua cái chương trình khác thì chỉ cần ấn hình ngôi nhà là cái danh mục menu xuất hiện ở bên dưới. Rất là dễ. Cái này sẽ phù hợp cho gia đình mà có ông bà, có người cao tuổi, có trẻ nhỏ hay là những người không am hiểu công nghệ. Cái việc mà thao tác trực tiếp lựa chọn các cái chương trình khác khi mà đang xem song song một cái nội dung ấy thì sẽ giúp cho người dùng cảm nhận, trải nghiệm nó trở lên dễ dàng hơn, nó không bị rối giống như cái giao diện mới. Giao diện mới thì xem dùng rất là khó dùng, nó tập trung tại cái ô nhỏ này, và khi mà lựa chọn ấm hình ngôi nhà thì cái nội dung các bạn đang xem nó sẽ bị ẩn đi. Và khi đó thì nếu mà không biết cách để di chuyển xuống cái ô gần đây ấy, thì rất có thể là các bác sẽ phải tìm lại cái nội dung đó, nó sẽ gây ra cái sự đứt quãng, làm cho người dùng cảm nhận là nó sẽ khó hơn, và phù hợp cái thao tác đó thì sẽ phù hợp với người trẻ hơn là người cao tuổi. Đấy, các ứng dụng tích hợp ở trên AU7000 thì khá là đầy đủ. Đấy, các bác có thể là xem được ở YouTube này, xem được Apple, xem được VMTV, cũng có thể sử dụng trình duyệt web để lướt, đọc báo, đọc tin tức đơn giản và dễ dàng. Con này thì cũng đã tích hợp các công nghệ trình chiếu kết hợp từ điện thoại hay là từ laptop và máy tính để bàn rồi, cũng đã có Bluetooth để có thể tách được âm thanh ra dàn loa, ra hệ thống tai nghe, hệ thống loa tháp, loa thanh, dàn karaoke, có tính năng kết nối âm thanh không dây. Và cái nhược điểm duy nhất ở trên cái mã hàng này đó là chưa có tìm kiếm giọng nói. Bây giờ thì em sẽ di chuyển ra cái con Google TV của TCL để các bác cùng xem cái tìm kiếm giọng nói này nó quan trọng tới trải nghiệm người dùng hay không, phù hợp với những cá nhân, với những đối tượng như thế nào. Phần 2 là một chiếc TV có giá tương tự như cái mã hàng Samsung vừa rồi. Nếu mà xét về giá cuối sau khi trừ hết ấy, thì nó còn rẻ hơn Samsung khoảng xấp xỉ của khoảng tầm 400.000. Và cái mã hàng này là dòng Google TV của TCL, được ra mắt trong năm 2022 và tiếp tục sản xuất và bán tiếp trong năm 2023, không có bỏ mẫu. Bây giờ các bác mua thì đều là Z 2023 thôi, không có những cái Z cũ. Còn ở đâu mà các bác mua một cái ngày tháng sản xuất cũ ấy, thì đó có khả năng là hàng nó không được mới. Và 65 inch này thì nó sẽ có cái hình dáng bên ngoài nhìn sơ qua khá là giống với cả con Samsung ở phần đầu. Tuy nhiên thì nó sẽ khác về thiết kế một chút. Thiết kế của Google TV P638 là viền kim loại, tràn viền ba cạnh với cái khung viền kim loại này. Khung viền kim loại màu đen nhám như vậy thì nó cho cái cảm giác là TV khá là vững, khá là chắc, và nó sẽ được bảo vệ đối với các tác động từ bên sườn hoặc từ phía trên. Tức là gia đình mà có trẻ nhỏ, nhiều khi nó cầm những cái que hay đồ chơi nó đập vào bên sườn ấy, thì những cái chiếc TV có thiết kế khung viền kim loại thì khá là chắc chắn. Còn nó đập trực tiếp thì em không có nói nhá. Trên Samsung AU7700 thì nó là khung viền nhựa, không phải là kim loại giống cái mã hàng này. Chân đế là chữ V. Nó sẽ chống hai đầu úp ngược và có kích thước màn hình 1m45, và kích thước của chân, hai chân này nó gần nhau, nó khoảng xấp xỉ 1m, nhỉnh 1m2 một chút. Nên là với 65 inch mà các bác để mặt kệ thì các bác phải chú ý cái kích thước của cái mặt kệ nó có đủ chiều dài hay là không. Google TV P638, tại sao em nhấn mạnh ở cái phần em quay cái con AU7700 là liên quan tới trải nghiệm của người dùng, thì chiếc TV này sẽ phù hợp với cả người trẻ hơn, gia đình mà có ông bà cao tuổi, người không am hiểu công nghệ, và với các bác mà không ưa những chiếc TV mà có cái hệ điều hành nó thông minh, nó nhiều tính năng ấy, thì có thể lựa chọn con Samsung nó sẽ phù hợp. Bởi vì cơ bản là Samsung thao tác rất là đơn giản, không cần mất quá nhiều thời gian để làm quen, không có quá nhiều tính năng. Nhưng nếu muốn có trải nghiệm tìm kiếm giọng nói chuẩn thì các bác phải lựa chọn cái mã hàng của TCL này. Rẻ hơn của Samsung xấp xỉ 400.000 và có thêm tìm kiếm giọng nói chuẩn tiếng Việt. Samsung thì cũng đã có những chiếc TV có cái tìm kiếm giọng nói chuẩn rồi, nhưng với mã hàng AU7000 thì con đó chưa có tìm kiếm giọng nói. Các bác muốn là lựa chọn những cái mã hàng mà có tìm kiếm giọng nói để phục vụ nhu cầu tìm kiếm nội dung giải trí ở trên YouTube ấy, thì bắt buộc là các bác phải lựa chọn những dòng chạy hệ hành Android. Cái tìm kiếm ở đây liên quan tới gì? Liên quan tới việc cái trải nghiệm hàng ngày,
liên quan tới việc mà các bác tìm kiếm các đoạn phim, đoạn video, đoạn ca nhạc giải trí để làm sao để có những cái trải nghiệm tìm kiếm nó cho kết quả chính xác, nó không trả về những kết quả mà sai lệch so với cả mong muốn của các bác. Hãy tìm kiếm giọng nói chuẩn tiếng Việt với cái mã hàng P638 sẽ giúp cho các bác tìm đúng nội dung và theo đúng cái nhu cầu xem của từng thành viên trong gia đình. P638 còn có cả trợ lý ảo Google Assistant nữa. Đấy, các bác có thể là tương tác với cả TV, ra lệnh cho TV bằng điều khiển, yêu cầu nó bật các ứng dụng, yêu cầu tăng giảm âm lượng, dự báo thời tiết, làm các phím tính toán đơn giản thì Google TV nó đã tích hợp rồi. Các ứng dụng bố trí tại màn hình trang chủ, mọi người có thể dễ dàng tải, dễ dàng cài đặt các chương trình này. Các ứng dụng này thì có thể là tải trong cái mục ứng dụng tại màn hình trang chủ, có thể là di chuyển, lựa chọn hoặc xóa, gỡ bỏ nó đi, đơn giản và dễ dàng. Di chuyển nó tới cái vị trí khác, sắp xếp những ứng dụng mà mọi người hay xem ở cái phần đầu tiên của danh mục. Nó rất là thông minh, nhưng mà nó sẽ phù hợp với người trẻ, người am hiểu công nghệ hơn. Còn các bác xem ấy, thực tế nếu mà để cái thời gian tìm tòi, bởi vì hiện tại ấy, thì các ông, các chú, các bác cao tuổi bây giờ thì dùng điện thoại smartphone rất là nhiều. Và chỉ cần có thời gian làm quen thì có thể sử dụng được những cái tính năng này. Google TV còn có cái khả năng cài thêm được ứng dụng từ bên ngoài nữa. Ở đây thì em muốn nói nó chi tiết một chút liên quan tới cái trải nghiệm của những người muốn tìm tòi, muốn khám phá. Ngoài những cái ứng dụng có sẵn giống như trên cái thằng Samsung ra, thì trên thằng này còn có thể tải được những cái ứng dụng để phục vụ nhu cầu xem, nhu cầu giải trí, nhu cầu chơi. Đấy, nó có thể tải tới 7.000 ứng dụng khác nhau. Đấy, những cái chương trình để phục vụ nhu cầu xem bóng đá free này, xem phim free này, xem bóng đá trực tuyến, xem những cái show game trực tuyến thì chỉ có ở trên Google TV mới có thể làm được điều này. Đấy, Google TV là cái giao diện mà Google họ phát triển dành riêng cho những thiết bị giải trí có màn hình lớn. Đấy, với những thiết bị chẳng như TV thì cái này là cái giao diện cập nhật mới nhất, và hiện tại những chiếc TV thông minh phải là những chiếc TV nó có đầy đủ những cái yếu tố như có trợ lý ảo dành tay, trợ lý ảo dùng điều khiển, có khả năng tải tới hàng ngàn các ứng dụng, khả năng tùy chỉnh cái màn hình, rồi tương tác với cả TV, giao ra cái câu lệnh cho TV nó thực hiện, thì đó là một chiếc TV có được trang bị đầy đủ. P638 giá nhỉnh 10 triệu ra thì con này còn có hệ thống các cổng kết nối nó đa dạng hơn so với cả Samsung. Trên con này thì còn có cả cổng tai nghe 3.5 nữa. Với cái nhu cầu hát karaoke giải trí, các bác muốn cắm âm thanh từ TV xuống âm ly ra loa vi tính, thì trên Samsung mọi người phải dùng thêm một bộ chuyển đổi. Còn trên cái thằng P638 này đã có cổng 3.5. Cái cổng này thì nó sẽ phù hợp với những cái thiết bị cũ. Đấy, âm ly karaoke, loa vi tính hay những cái hệ thống loa mà không có tích hợp cái cổng quang, cổng optical. Đấy, bề mặt phía sau là kim loại, khá là chắc chắn, không có bám bụi bẩn, và sử dụng nó sẽ phù hợp cho những cái môi trường. Đấy, nó có cái môi trường nó ảnh hưởng bởi thời tiết như lồm bẩn. Thời gian bảo hành chính hãng 25, cũng xuất xứ Việt Nam, có trụ sở, có công ty nó đặt trực tiếp tại Bình Dương, và hơn hết là cái dịch vụ bảo hành sau bán khá là ổn áp. Đấy, nó có khả năng cạnh tranh được với cả Samsung liên quan tới cái giá thành của những cái màn hình hay là các thiết bị hay các linh kiện để các bác muốn thay thế và sửa chữa, giá thành rất là rẻ. Hiện tại thì đây cũng là một trong những mã hàng bán nhiều bên em, và nó đang có cái số lượng bán ra xếp top ở trên thị trường. Hai cái mã hàng may quay để các bác cùng tham khảo đấy, thì nó sẽ là hai cái mã được nhiều các bác quan tâm là P638 65 inch Google TV của TCL và AU7700 65 inch của Samsung. Mọi thông tin các bác cần hỗ trợ tư vấn thì có thể điện về hotline 0974178586 để bên em có thể tư vấn cho các bác chi tiết hơn. Trên website ecomart.vn của bên em thì cũng có rất là nhiều các sản phẩm điện máy có giá vô cùng tốt. Mọi hỗ trợ thì các bác có thể liên hệ Zalo, cái lối Zalo để bên em có thể phục vụ các bác tốt hơn các bác nhé. Cảm ơn các bác.